Theo cáo trạng, vì muốn có súng để phòng thân nên Khoa lên mạng đặt mua súng và đem về cùng với Bảo và Tiến cất giấu trong phòng trọ và phòng khách sạn. Còn Quốc biết rõ Bảo và Khoa có tàng trữ súng nhưng không tố giác. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, Công an thành phố Phú Quốc tiến hành kiểm tra phòng ở của Khoa, Bảo, Quốc đang thuê tại khách sạn và một phòng trọ của Tiến đang ở tại phường Dương Đông thì bắt quả tang các đối tượng này đang cất giấu ma túy và hai khẩu súng cùng 13 viên đạn. Sau đó Tiến, Bảo, Khoa, Quốc bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 4 đối tượng trên về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội không tố giác tội phạm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khoa và Tiến mỗi người 1,5 năm tù, Bảo 1 năm tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Quốc 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trước đó Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc đã tuyên phạt Khoa 5,5 năm tù, Tiến 6 năm tù, Bảo và Quốc mỗi bị cáo 5 năm tù.